học nhà nấm DIY, kênh chia sẻ lớp học tại nhà. Chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà một mô hình ngựa gỗ bắp bên trong chương mục đồ chơi cho bé. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ mẫu lên giấy. Khi vẽ lên giấy thì chúng ta dễ thao tác hơn. Chúng ta sẽ cắt mẫu ra và sao chép lên tấm gỗ. Cắt các chi tiết còn lại như chân với đuôi ra, tiếp tục sao chép lên tấm gỗ để tiến hành cắt. Chúng ta lưu ý là chọn phần chân phải theo sớ gỗ dọc để không bị tét. Lúc này việc lái hai chân theo sớ ngang bị tét nên phải làm lại. Sao chép xong lên tấm gỗ, chúng ta sẽ dùng cưa lỏng để cắt theo biên dạng đã vẽ ra. Những phần cong chúng ta nhớ cắt chậm lại để không bị tét dọc theo sớ gỗ. Khi cắt chân xong, chúng ta sẽ dùng mũi sao chép để chép lại từng cặp chân cho cùng biên dạng với nhau. Chúng ta sẽ lặp lại với mặt còn lại. We'll be right back.
sẽ dùng mũi bo cạnh để bo toàn bộ các cạnh để không làm nguy hiểm cho bé. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đi khoan lỗ. Bước này khá quan trọng nên mọi người lưu ý là kẹp từng cặp chân lại với nhau, khoan cho trùng lỗ, thuận tiện cho việc lắp ráp sau này. Để dùng mũi khoét 30mm để khoét lỗ. Cả nhà nhớ lót một tấm gỗ phía dưới để mũi khoét không chạm vào phần kim loại ở phía dưới. Chúng ta sẽ tiến hành mài toàn bộ cạnh của thang ngựa, sau thực hiện bo tròn cạnh. Cả nhà lưu ý đi chậm khi qua các góc cạnh nhỏ, bơm ngựa phần đuôi. Sẽ tiến hành lấy dấu để khoan trên phần thân ngựa.
dụng thanh gỗ tròn 30mm để nối phần chân và phần thang ngựa dài 20cm, để sử dụng nhám 200 tơ bọc toàn bộ bề mặt thang ngựa và chân. Dấu phần thân nằm giữa thanh gỗ. Dùng keo dán và đóng phần thanh gỗ tới vị trí dấu đã định sẵn. Chi tiết như mắt và tai. Lúc này chúng ta sẽ dùng vít để cố định phần thanh gỗ, kéo phần chân vào thì thanh gỗ không bị xoay. Sẽ cắt vài mặt bít tròn để cố định phần chân và phần thân. Sẽ cắt. Thanh gỗ 30mm, chiều dài 40cm để cố định hai phần chân và phần bậc bên.
định một chân còn lại để điều chỉnh. Tiến hành lắp ráp phần chân và phần thân, điều chỉnh sao cho phần song song với mặt đất. Lúc này chúng ta có thể sử dụng thước để điều chỉnh. Sau khi tất cả vào vị trí, chúng ta sẽ tiến hành cố định phần chân và phần thân. Sẽ làm phần mặt bên có gỗ nguyên tấm nên Vi sẽ sử dụng tấm form tiến hành làm phần mặt bên. Nhà là bé gái nên Vi sẽ tiến hành làm phần mặt bên thấp. Nhà có thể làm phần mặt bên có độ cong cao. Bé trai
nghiêng và phần thân ngửa. Vì việc không lưu video nên không có phần video hướng dẫn làm yên ngửa. Mong cả nhà thông cảm. Hành gắm phần mặt bên và phần chân. Chúng ta cũng sử dụng các mặt bích tròn để cố định phần mặt bên và phần chân ngửa. Phần mẫu còn lại để tạo phần bờm và phần đuôi. Sử dụng cưa tạo một rãnh nhỏ để ngăn cách phần bờm và phần thân ngựa. Sơn lau gỗ để tạo điểm nhấn đến thẩm mỹ cho ngựa.
25% để bọc lại toàn bộ ngựa gỗ để đảm bảo ngựa gỗ được bền nhất. Chi tiết còn lại.
Và đây là thành phẩm nha cả nhà. Nó cực kỳ thích thú với món đồ chơi của ba làm. Cả nhà cũng làm thành công để làm những món đồ chơi cho bé nhà chơi nhé. Cả nhà đã đón xem. Chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình.